các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Eddie Cương Nguyễn. Mong muốn của tôi là chia sẻ kiến thức và mang lại giá trị cho mọi người. Như các bạn cũng đã biết, sushi là một món cực kỳ nổi tiếng. Nhưng để làm nên một món sushi ngon thì nhất thiết các bạn cần phải có cơm sushi hoàn chỉnh. Để làm nên cơm sushi hoàn chỉnh thì các bạn cần phải có một loại gạo ngon. Đó. Thì ở Việt Nam mình á, cái loại gạo mà các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm á, đó chính là long grain rice. Đó là cái hạt gạo nó có hơi dài một chút xíu. Thì để mà làm nên cơm sushi ngon á, thì chúng ta phải chọn loại là short grain rice, còn gọi là gạo Nhật. Thời trước đây á, thì rất là khó mua loại gạo này tại Việt Nam. Tuy nhiên thời hiện tại thì loại gạo này đã được trồng ở Việt Nam luôn rồi. Và theo Cương thấy là chất lượng cũng khá là ngon. Các bạn có thể dễ dàng tìm các loại gạo này ở siêu thị Lotte, siêu thị Nhật Bản ở trong khu thành phố Hồ Chí Minh này. Thì cái loại gạo mà ngày hôm nay Cương sử dụng cũng là loại một loại gạo được trồng ở Việt Nam luôn ha. Theo Cương nghĩ là cũng khá là ngon, với giá thành cũng rất là hấp dẫn, cũng không có mắc hơn đối với loại gạo long grain rice của Việt Nam mình là bao nhiêu ha. Rồi, khi mà các bạn ăn sushi á, các bạn thấy là cái cơm sushi mình nó có vị hơi chua chua đúng không? Thì nhiều người không biết thì tưởng là trong cái cơm sushi đó chỉ có giấm thôi. Nhưng thực tế á, nó là một cái hỗn hợp gọi là giấm, đường và muối nữa. Đó, chúng ta sẽ pha cái giấm này chung với đường và muối để cho nó dễ ăn hơn. Và khi đó người ta sẽ season này, người ta sẽ nêm lại chung với lại gạo Nhật mà đã được nấu chín, thì chúng ta sẽ được một cái hỗn hợp gọi là sari. Sari có nghĩa là cơm Nhật sau đó trộn chung với lại giấm, đường và muối nha các bạn. Rồi, ok, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành để mà sơ chế gạo Nhật này như thế nào luôn nha. Mình sẽ rửa gạo này ha. Các bạn sẽ rửa gạo cho tới khi nó trong hẳn cái nước của mình luôn. Như bây giờ nước đầu tiên này các bạn có thể thấy là nước nó vẫn còn đục ha. Mình sẽ rửa cho tới khi mà nước của mình nó trong luôn. Khi mà nó trong vậy rồi á, thì các bạn sẽ ngâm trong nước này trong vòng 20 phút nha, cho tới khi cái hạt gạo của mình nó trở nên đục luôn. Rồi sau 20 phút á, thì mình sẽ được hạt gạo như vậy ha. Đó, nó trắng đục sữa như thế này nè. Nếu như mà các bạn nấu gạo mà không có ngâm á, thì hạt gạo của mình nó sẽ nở ra rất là nhanh. Khi mà các bạn làm sushi á, thì cái hạt gạo đó nó sẽ bị bể ra, do là nó nở nhanh quá và nó sẽ bị bể. Còn khi mà các bạn ngâm gạo như thế này nè, khi mà các bạn nấu cơm lên á, thì hạt cơm của mình nó sẽ giữ nguyên hình dạng và nó rất là đẹp. Thì điều này rất là quan trọng khi mà các bạn làm sushi ha. Chứ các bạn chú ý lúc nào các bạn cũng phải ngâm hạt gạo của mình từ 20 phút ha. Ở đây mình có 500g gạo ha. Sau khi ngâm rồi thì mình sẽ cho vào trong nồi cơm. Rồi đối với 500g gạo thì mình sẽ cho 450ml nước nha. Cân bằng gạo lại. Mình sẽ nấu trong thời gian khoảng 50 phút nha các bạn. Rồi trong lúc mà chờ cơm chín á, thì mình có thể pha giấm nha. Rồi đối với 500g gạo thì các bạn chuẩn bị sẵn 75ml giấm gạo Nhật. Ở đây Cương có 60g đường nữa và 12g muối. Bạn bỏ chung vào và đánh đều lên cho tan hết đường ra. Hết 50 phút rồi các bạn lấy cơm ra, cơm mới chín. Các bạn có thể thấy là hạt cơm nó chín tròn đều hạt như vậy ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho vào một cái thau lớn như vậy. Rồi cái phần mà cơm ở dưới đít nồi á, thì mình có thể mình bỏ đi nếu như mà nó bị cháy quá hoặc là khô quá nha. Còn nếu như mà thấy vẫn có thể sử dụng được thì mình lấy mình xài. Rất là quan trọng nha các bạn, khi mà cơm nóng như thế này á, thì các bạn phải trộn giấm liền. Phần giấm hồi nãy mà trong lúc chờ cơm á, mình sẽ cho vào trong đây. Lưu ý là cơm nóng là mình phải lo mình trộn liền nha. Khi xới cơm các bạn dùng cái phần ngoài nè, các bạn xới. Xới cho cơm nó tơi ra, chứ các bạn đừng có ấn. Ấn thì nó làm cho hạt cơm nó sẽ bị bể đi. Các bạn có thể thấy là hạt cơm của Cương hôm nay nó vẫn còn nguyên hạt và rất là đẹp, các bạn có thể thấy.
mình sẽ liên tục làm tơi cơm ra và làm cho cơm thấm đều gia vị cho tới khi mà hạt cơm của mình nó khô luôn nha. Nhiều người á, người ta sẽ có một cái quạt máy, người ta quạt thẳng vô trong đây luôn cho cái quá trình mà khô cơm nó diễn ra nhanh hơn. Các bạn sử dụng cái phần cạnh của này là mình đánh tơi ra ha. Đó, cho tới khi mà hạt cơm của mình và cái giấm á, nó dính đều với nhau và bắt đầu hạt cơm nó khô lại như thế này. Nhiệt độ mà mình sử dụng cơm này là cho sushi á, là ở nhiệt độ cơ thể người ha. Cụ thể là 37 độ C. Khi mà cơm á, nó bắt đầu rơi vào cái nhiệt độ cơ thể người là 37 độ á, thì mình sẽ cho vào trong cái chỗ đựng cơm sushi như thế này ha. Để mình có thể chữ và giữ được nhiệt độ nó ổn định ở nhiệt độ cơ thể người nha. Sushi không phải là một món ăn lạnh nha mấy bạn. Nó là món nguội chứ không phải là món lạnh. Có nhiều người á, hay là Cương thấy có nhiều chỗ nó bán sushi mà để sushi vào trong tủ mát á, mình tránh làm điều đó. Lý do là nếu như mà các bạn bỏ cơm sushi vào trong tủ mát á, thì cơm nó sẽ bị cứng đi. Món sushi nó sẽ không ngon được, ăn thì vẫn được nhưng mà nói mà để mà ngon cho đúng á, thì theo tôi nghĩ là nó sẽ không ngon nữa rồi. Cơm sushi mà đạt tiêu chuẩn á, có nghĩa là nó còn nguyên hạt và nó rất là bóng. Cái sushi á, phần sari á, mình đã có sari ngon rồi. Tiếp theo mình chỉ cần một miếng cá thật là ngon nữa thôi là có thể làm được món sushi ngon nữa các bạn. Phần tiếp theo mình sẽ nắn sushi ha. Các bạn muốn coi lại cách nắn sushi như thế nào thì có thể coi lại cái ở các phần trước. Hôm nay thì Cương chỉ hướng dẫn các bạn cách làm sao để mà làm cái gạo sushi nó ngon thôi. Rồi, để làm nên sushi ngon thì yếu tố thứ nhất là cơm sushi phải ngon, cá thì phải tươi, đơn giản là như vậy ha. Rồi, để ăn sushi cho đúng điệu thì có nhiều người á, thì người ta hay chấm cái phần cơm xuống đây. Thì ăn như vậy thì cũng được, nhưng mà khi mà các bạn chấm phần cơm xuống cái phần nước tương á, thì cái nước tương nó sẽ thấm vào trong cơm rất là nhanh và làm cho cái món ăn của mình bị mặn. Rồi để ăn sushi cho đúng á, thì mình sẽ lấy cái sushi của mình và mình lật ngược lại ha. Mình chấm cái phần cá này vào trong phần nước tương. Các bạn có thể sử dụng đũa hoặc là ăn bằng tay như thế này vẫn được như thường ha. Mình sẽ chấm nước tương vào trong phần cá và ăn. Ăn thì mình lưu ý mình ăn nguyên một miếng sushi luôn. Wow, rất là ngon. Ha, chấm vào trong nước tương như thế này. Nữa nè, và khi mình ăn á, ăn hết ngon tuyệt vời luôn, cá tan rồi luôn các bạn. Rồi vừa rồi là những bí quyết mà Cương hay sử dụng trong Uchi Sushi để làm nên cơm sushi ngon. Hy vọng các bạn học được một điều gì đó trong ngày hôm nay nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Cương. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.